chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Hồng Bàng. Ngày xưa đây là đường Lục Tĩnh. Thì hôm nay em có việc đi đường này thì sẵn nhớ đến cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay em mời mọi người cùng tham gia với em đi lang thang hành trình khám phá ở cái khu vực quận 6 này nha. Thì nhân đây thì cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì được biết là ở đây là một cái tường kỷ niệm, cũng là cái ngôi nhà xưa của cô chú anh chị ở Canada. Thì hôm nay con đi đây thì sẵn dịp gửi đến cô chú cùng gia đình mình xem chơi cho vui nha. Thì theo hướng này thì chúng ta sẽ đi đến cầu vượt cây gõ nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Thì chúng ta sẽ chạy một đoạn nữa thôi là sẽ đến cầu vượt. Theo hướng này chúng ta đi xuyên suốt thì sẽ đến bến xe miền Tây, hay là xa cảng miền Tây, hay là quốc lộ 1. Khu vực đó bây giờ rất là thay đổi. Chúng ta thấy đường Lục Tĩnh năm xưa bây giờ rất là lớn nè. Ở đây thì cái ngã tư Nguyễn Thị Nhỏ, đường Nguyễn Thị Nhỏ. Hành trình hôm nay thì em đi xe máy, do không có chuẩn bị trước nên em không có cho biết chỗ gửi xe, nên thành ra phải chạy xe, và cô chú anh chị mình thông cảm nha. Nếu mà cái hình ảnh nào nó không được rõ lắm thì cô chú anh chị các bạn comment để em có thể đi lại để mình cùng nhau nhìn lại rõ hơn ha. Thì ngay đây có cái tới xíu nữa thì có cái cầu vượt nè, cầu vượt giao lộ giữa Minh Phụng và Hồng Bàng, là đà đường Lục Tĩnh năm xưa. Thì không biết cô chú Tiến Liễu có nhìn ra được hay không ha. Ta đi bên đây đường ngã ba Nguyễn Siêu. Đến đây thì mình chạy chậm chậm thôi để mình cùng nhìn lại cái khu vực cầu vượt và nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Thì ngay nhà sách thì có cái dãy nhà mà được biết là cô chú đã từng ở ngay cái dãy nhà đó, nhưng mà không biết cái dãy nhà đó hiện nay như thế nào ha. Thì hôm qua video này mình cùng nhìn lại. Hiện tại thì Sài Gòn rất là nắng, cô chú anh chị mình thấy là cái ánh nắng chói chang, nên trời này mà đi bộ là không thể chịu nổi. Anh thấy đây là cái dốc cầu vượt nè, dốc cầu vượt để đi qua bên kia. Thì ở giữa cầu thì có ngã ba quẹo quẹo phải xuống, đó là xuống đường Minh Phụng. Ở đây thì có cái ngã ba Thái Phiên, cuộc sống của người dân ở khu vực chợ lớn này luôn tấp nập và hối hả. Chúng ta sẽ nhìn lại kỹ hơn, rõ hơn về cái khu vực này nha. Thì đây là cái số 626, địa chỉ số 626 Hồng Bàng. Thì qua bên kia, ngã tư bên kia là giao lộ của đường Minh Phụng và Hồng Bàng. Thì ngay chỗ giao lộ đó chúng ta sẽ có cái nhà sách
Đây là bên đường kia đường của đường Hồng Bàng nè. Thì chúng ta đi bên đây đường, thì chút xíu nữa mình sẽ hoành lại bên kia đường. Ở đây thì cũng có mấy căn nhà xưa xưa nè. Đây giáp với đường Bình Thới nè. Có quẹo phải thì ra 3 tháng 2 cũng được, mà Bình Phụng cũng được. Hai chúng ta quẹo Bình Phụng đi nha. Ta quẹo Bình Phụng rồi mình hoành trở lại nó sẽ tiện đường hơn. Ngay đây thì giao lộ 3 tháng 2 với Bình Phụng nè. Đường này đường 3 tháng 2 là Trần Quốc Toản năm xưa. Đây thì chúng ta tiếp tục đi trên đường Bình Phụng. Mình đi một đoạn đây ha, rồi mình sẽ hoành lại. Nếu mà thẳng cái đường Bình Phụng này thì thẳng đường Bình Phụng này thì chúng ta sẽ đến cái khu vực Tân Phú. Khu vực Tân Phú Đầm Sen nữa. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Qua đường để mình đi hoành trở lại. Tại vì con đường này cũng dài lắm, mình đi không biết đến đâu để mình dừng. Mình đi một đoạn để cô chú anh chị mình cùng mình ra cái đường Bình Phụng. Chúng ta sẽ hoành lại và cùng đi đến cái đường Lục Tỉnh. Thay vì lúc nãy Lục Tỉnh mình đi thẳng, nhưng mà mình quẹo phải vô đường Bình Phụng thì bây giờ tới Lục Tỉnh mình quẹo phải. Xe đồng quá. Rồi chúng ta tiếp tục. Vẫn như ngày nào thì đường Bình Phụng cũng có cái hàng me, hàng những cây me rất là lâu năm rồi nè. Nó giống như đường Nguyễn Du vậy đó. Đường Nguyễn Du cũng có hàng me. Con đường có lá me quay. Không biết hàng me này có từ bao giờ. Ở đây thì có cái hẻm 277 bán lẩu dê. Thì ở bên kia là cầu vượt. Cầu vượt giao lộ giữa Lục Tỉnh và Bình Phụng. Ngay giao lộ này thì có đường 3 tháng 2 nè. Đó, nếu chúng ta đi theo hướng này, đó, đường Trần Quốc Toản năm xưa để đi đến Lý Chính Thắng rồi Lê Văn Duyệt, Minh Mạng, Lê Hồng Phong, Lý Tổ rồi đó, khu vực quận 10. Còn ở đây thì chúng ta đang ở khu vực quận 11. Thì ngay chỗ này đi thẳng là ra cái bến Hàm Tử á. Bến không phải bến Hàm Tử mà là bến Phú Định. Rồi đây mình quẹo phải nha. Ở bên kia đường á là nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Chúng ta thấy thoáng thoáng bên kia, nhưng mà do vướng cái cầu mình nhìn thấy không rõ. Thì mình đi một đoạn nữa đi ha, rồi kiếm đường mình hoành trở lại. Do đường ở đây cũng không có một cái gọi là bóng mát. Không biết ngày xưa thì có bóng mát hay không, mà hiện nay thì không thấy một cái bóng mát nào hết.
ở đây thì có cái chùa nè. Chùa Huê Lâm. Chúng ta nhìn thấy cái chùa Huê Lâm. Vẫn như ngày xưa ha. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Ở đây thì có cái đường ngã ba Phú Thọ. Em không biết cái Phú Thọ ngày xưa có phải là tên Phú Thọ hay không, chắc phải nhờ sự chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn để mình cùng rõ hơn ha. Mình đi trên đây là số 696 số chẵn này nè. Số lẻ bên kia đường là để em nhìn coi số mấy nha. Số lẻ bên kia đường là 895. Bên đây thì chúng ta kiếm cái đường mình để mình qua bên kia đường nha. Chỉ sợ là đến chắc có lẽ đến vòng xây Phú Lâm đó, mình mới qua được đó. Em lại thì lại đó thì có một cây Phú Lâm à, mình lại đó xem rồi mình hoành trở lại luôn ha. À, cầu Ông Buông à, cây cầu Ông Buông. À, muốn qua Huệ Mãi thì là đi đến đường Tân Hóa nè, đi về Tân Phú. Còn ta đi thẳng thì qua cầu Ông Buông để đi đến vùng xây Phú Lâm. Thì khu vực này là khu vực gần nhà của anh hay quay ở khu vực này nhiều lắm. Bọn ông anh rất là dễ thương. Cái dòng kênh Tàu Hủ năm xưa bây giờ được làm những cái bờ kè cũng rất là sạch sẽ, nhưng mà cái dòng kênh vẫn còn đen. Do đây là cuối nguồn nên lưu thông nước lưu thông ít, nó chậm nên thành ra cái sông ở đây nó không được sạch. Đây là vòng xoay Phú Lâm, mình sẽ hoành trở lại đến cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ nha, tại vì đi bên đây đường thì mình không nhìn thấy bên kia đường. Còn cái video khu vực Phú Lâm chắc em sẽ thực hiện sau, mình sẽ nói rõ hơn cái khu vực quận 6 này. Rồi chúng ta sẽ hoành lại để đi đến cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ và cái dãy nhà kế bên. Có lẽ là cái số nó đã thay đổi. Cô chú nói ngày xưa cái số đó là 200 mấy thôi. Nhưng mà bây giờ